bạn, mình là Mẫn Quân, 12 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển của thành phố Đà Nẵng. Với mình, biển là nơi cùng mẹ ngóng trông ba về, là tiếng xôn xao khi ghe thuyền cập bến, là niềm vui khi tôm cá đầy khoang, và cả những nỗi buồn của những ngày biển động. Có lần mình hỏi, biển là gì hả ba? Ba cười, xoa đầu mình rồi bảo, biển là nhà, biển là quê hương. Với bọn trẻ con làng chài chúng mình, bãi cát là sân chơi tuyệt vời nhất. Đấy là nơi chúng mình xây những tòa lâu đài cổ tích, chơi những trò chơi kéo co, trốn tìm, hay đơn giản là chỗ để chúng mình chạy theo mép nước và lắng nghe tiếng biển rì rào. Các bạn có biết không, ở đấy có một thứ mà chúng mình rất thích, đấy là những con còng gió. Để mình kể cho các bạn nghe nhé. Thì sao?
biển quê hương mình không chỉ có nhiều cá tôm mà còn có những bãi tắm đẹp với làn nước trong xanh, những bãi cát mịn màng đầy quyến rũ. Chúng mình rất tự hào vì biển Đà Nẵng quê mình từng được tạp chí nước ngoài bình chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh và đón rất nhiều du khách ghé thăm hàng năm. Lucy, người bạn của mình đến từ nước Anh xa xôi, cũng đã phải lòng với thành phố biển xinh đẹp quê mình đấy. Kể về những chuyến ra khơi, ba mình thường nhắc tới hai quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đó là Hoàng Sa và Trường Sa. Khi đến lớp, cô lại dạy cho chúng mình biết nhiều hơn về hai quần đảo này, về chủ quyền biển đảo và về những chú bộ đội hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương. Mà các bạn có biết không, Hoàng Sa chính là huyện đảo của thành phố Đà Nẵng quê mình đấy.
Các bạn biết không, mình yêu cái cảm giác được đứng trước biển, hít cái mùi mặn mà quen thuộc của biển cả, ngắm những con thuyền xa xa phía chân trời rực nắng, mà ước mơ, mà hy vọng. Biển với mình là gia đình, là tuổi thơ, là quê hương yêu dấu. Và giờ đây, mình biết rằng biển còn có cả những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó chính là niềm tự hào, niềm yêu thương và hướng về của mỗi người Đà Nẵng, mỗi người Việt Nam chúng mình, phải không các bạn?